nó có nhảy riết vậy đó các bạn. Được 4 sao nè. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp không? Đó, hồ lấp lánh lấp lánh. Ngon lành, ngon lành. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến một con game, đó là khu vườn Pokemon. Thì tại sao lại là khu vườn Pokemon thì các bạn hãy vào game và xem nha. Game này cũng là đăng ký y như cái game trước nha. Mình sẽ để cái đường link ở dưới, hướng dẫn ở dưới nha. Mà thôi để mình hướng dẫn các bạn đăng ký luôn cho. Bấm vào đây hai lần. Một lần nữa. Đó, cả nhà. Ây u gì đó. Rồi dưới là bát. Rồi bên này vô game. Mình không biết con game nó có hay hay không mà. Rồi, âm lượng như đó thôi. Bỏ qua cái phần này đi. Không biết có hay hay không mà mình thấy nó lắc 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 á. Vào game là thấy cái nhà dành cho Pokemon rồi ha. Pikachu à. Bấm vào đây. Đó, dục lên, đó. Phải bấm trúng vào cái quả cầu nha, nó mới mở nha. Vứt ra, đó. Bấm trúng vô nó mới mở nha. Tào lao thì chứ vậy cái tốn 6.600 kim cương. Vãi. Cái này là đang đánh bằng tay nha các bạn. Chút là lên cấp là chúng ta sẽ được đánh bằng auto. Đỡ phải ngồi bấm 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 bấm. Ngồi chúng ta chỉ việc thưởng thức game mà thôi. Đồ họa rất ư là đẹp, y như coi phim Pokemon vậy. Khảm đá, khảm ngọc gì vô cho nó đó. Đây là nhân vật phụ hay gì á. Đó. Hội 6 sao nè. Biết nào mới có được con. Bấm cho nó lẹ đi. Đó, các bạn chỉ việc ngồi hưởng thức thôi. Rồi, được một con Pokemon nữa kìa. Các bạn vừa đánh mà giống như các bạn đang đi săn tìm Pokemon vậy đó. Mấy con Pokemon rác thì vô đây để làm hiến tế nè, đó. Được một viên. Ôi, ủa nó còn hướng dẫn nữa hả? À, quăng ra. Phải bấm trúng vô nha, không bấm trúng là nó cứ nhảy cà tưng vậy đó. Ôi, 4 sao, ngon lành, ngon lành.
Đó, ôi ơi, đó vô chúng ta chỉ ngồi coi thôi, nó đánh y như trong phim vậy. Đó nữa nè. Đó, ngon ghê. Để mình mở âm lượng lớn lớn một miếng. Nè, cái này muốn đánh lại hay là ấy nè, mà chúng ta không cần, chúng ta hót ra. Đây là cái chỗ mà nạp tiền hay là gì nữa các bạn, hình như là nạp tiền. Đó, được một con, này là con Niu Chu chứ không phải là Miu nữa. Cái đó là con này là một cái skin nè, đó. Đó, ít thì chịu. Được một trứng từ 4 tới 5 sao. Một quả cầu từ 4 tới 5 sao. Còn một quả cầu từ 3 cho tới 5 sao. À đây là dòng bảo vệ nè. Trời ơi đẹp ghê. Ủa đây là con ếch của chúng ta. Cái skin cho nó nè. Đó ẻm nè. Đó cái skin cho nó nè. Trời ơi con gì bằng. Và đây là con khỉ gì quên tên rồi. 3 sao 5 sao. Đó công ngộ không. Hãy lửa nha. À, còn con này là con Niu Chu nè. Có là Miu Chu chứ. Miu Chu, Miu Chu gì đó. Đó. Hãy lửa luôn hay gì á. Cái skin nó cũng về cái hiệu ứng nè. Còn đây là quả cầu từ 3 cho tới 5 sao. Đó, nạp tiền nha các bạn. Còn đây là đang nhập 7 ngày. Đã nhập ngày thứ nhất, thứ hai thì nó cho được con Pikachu 3-4 sao. 7 ngày thì một con 4 đến 5 sao. Tùy. Đó, vào đây ha. Các bạn thấy gì không? Kim cương phi nè, 5.000. Đó. Tính rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mà nhân cho 5 là ra 60.000 kim cương. Ngon lành không? Đây chúng ta có gì nữa đây? À chúng ta có hư nè. Chu choa. Được cái gì vậy? À không phải, đây là hành tụ. Trời ơi, tưởng đâu nó cho chứ. Đây hư nè các bạn. VIP thì chúng ta sẽ được nhận là chút mình chỉ cho chỗ các bạn thấy. Đây nó cho chúng ta nè, này là VIP nè. Nó cho chúng ta là một con Pokemon 5 sao. Cho thêm 2.000 nữa nè ha. Cho thêm 2 quả cầu Pokemon 3 đến 5 sao. Đó 12 quả cầu luôn. Đây là mấy thể lực hay gì á. Còn kia là vàng, chút tự nhận. Đây, VIP nè. 1 nè, 2 nè. Cái này hình như nhận hàng ngày hay gì á. Chúng ta là mát VIP nha các bạn. Đây, đây chỉ có VIP 20 thôi. Đó mà chúng ta đang là VIP 20 luôn nha nè. Đang có event nè, nhân 2 kinh nghiệm, nhân 200 ha. Nhân 200 vàng ha. Còn không biết này, không biết đọc, không biết đọc luôn. Vô đánh trận nữa đi. Test combo cái mon mới ha, bỏ con nào ra đây? Bỏ con ếch kỳ diệu đi. Ủa? Ừ ếch kỳ diệu. Nhạc lớn quá. Vô là nó tự đánh chúng ta chỉ có việc ngồi coi thôi.
Đó, đó. Có ít kỳ diệu ra tay đó. Đó, bóng ma. Ghê không, ghê không? Đó, Pika. Pika bí, ừ. Level 4 ha. Mình không thấy cái chỗ mà quét map ở đâu hết á. Nên hơi buồn là vậy. Ở đây là... Đó. Từ 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 chúng ta sẽ mở thêm nhiều thứ ha. Trong túi có gì đây? Thôi, không có cộng cho con này. Cộng cho con 5 sao. Con này cũng xấu quá. Bỏ bỏ đi, mai mốt có con nào được ngon hơn rồi cộng. Hư thì cũng như vậy thôi, nhưng mà mình chưa có nhận, làm biến quá. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn mở cái này ha. Đây là cái gì á? Nạp 30 tệ thì sẽ được một quả cầu này và một quả cầu này. Mình nghĩ là vậy. Vứt ra nè, đó. Lụm 3 sao. Vứt ra nè. Ừ, đó, phải bấm trúng nha các bạn. Tuyệt chiêu là gì đây? À, cắt vậy hả? Bấm không trúng là ăn cám luôn. Ừ. Nó có nhảy ghiếc vậy đó các bạn. Được 4 sao nè. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp không? Đó, hồ lấp lánh lấp lánh. Ngon lành, ngon lành. Cái gì ạ? 65 ngàn hả? Không có. Có 4... Mới có 49 ngàn à. Để dành tiếp thôi chứ. Con này. Con này là con vi khuẩn, virus gì, con dơ dơ gì quên nè. Chó, ôi chó trái cây hả? Mới biết luôn á. Mới biết là có cái hệ đó luôn á. Còn 5 quả mở luôn rồi chứ để làm gì. Đô, được 4 sao nữa nè. Con lành. Người ta 8 sao, người ta lộng, người ta 6 sao, người ta mừng. Còn mình là có nhiêu đó là mình mừng được rồi. Đôi khi hạnh phúc là mong manh. Con này hơi đá chứ ta, sao nhìn nó như hơi cỏ vậy? Lại con này, mấy con rác nè các bạn. Lại con ếch kỳ diệu. Còn một viên cuối cùng. Trời ơi. Nè, coi nè. Phun ra nước nha, chứ không phải ra lửa nha. Đây, từ 3 tới 5 sao. Còn quả này là từ 1 cho tới 3 sao. Không biết ra con gì đây. Con tào lao dễ sợ. Các bạn từ từ hãy đem cộng kinh nghiệm của mấy con này nha. Để nó đi chút ra mình cho coi cái này nè. Rồi hết rồi. Quả trứng này ngon nhất nè các bạn. Đó, quả cầu này ngon nè. 5 sao không? Đây, các bạn thấy gì không? Đó, đụng tới mấy hẻm nè. Nhảy mừng kìa. Đó, khu vườn của chúng ta, bởi vậy tại sao có tên là khu vườn Pokemon. Đó, đi nè, ó, đụng vô cái xây nè. Chó là mừng, ó, mừng quýt đuôi, ừ. Ó. Đó, ư. Đi khu vườn nè. Thôi, tới đây thôi, các bạn tự chơi nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây.
Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp và quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.